nhưng mình chờ chút nhé bình vẫn gắn thẻ bạn bè một chút Vâng à, lại là Bình Nguyễn đây thì à, Bình Nguyễn à, Xin chào cả nhà à, Mến chúc quý cô chú anh chị em có một buổi tối thật năng lượng và bình an ạ thì à, để à, hôm nay thì với cái nội dung bình Nguyễn à, chia sẻ về cái bí mật của cái công thức mà nó có thể giúp cho ta từ 1 tỷ trở thành 1.000 tỷ ạ và nếu với cái công thức đấy thì các bạn có nghĩ là chúng ta có thể làm được điều đó hay chúng ta nghĩ là ảo ạ đúng không ạ và mấy những cái phút đầu này thì chúng ta cùng chào nhau để mà giúp cho nhau thêm năng lượng ạ thì nếu như mà quý cô chú anh chị em nào đang xem livestream của Bình Nguyễn thì chúng ta cùng comment để cho Bình Nguyễn thấy được cái sự hiện diện của quý cô chú anh chị được không ạ? Để Bình Nguyễn biết Bình Nguyễn chào, không comment là Bình Nguyễn cũng không biết là ai đang xem livestream của Bình Nguyễn ạ. À. Chúng ta thả nhiều tim cho Bình Nguyễn được không ạ? À? Để mà tăng thêm cái năng lượng cho Bình Nguyễn để Bình Nguyễn có thể chia sẻ được tốt nhất ạ. À. Và Bình Nguyễn nghĩ là những cái giá trị, những cái kiến thức mà hôm nay Bình Nguyễn chia sẻ thì sẽ không làm quý cô chú anh chị thất vọng ạ và bình nguyễn khi live stream thì bình nguyễn thường là không báo trước nhưng bình nguyễn tin rằng với cái sự yêu quý của quý cô chú anh chị em sẽ quay lại để xem live stream của bình nguyễn ạ chào em lê thu hà nhá <laughs> chị cảm ơn em chào tiến bùi nhà mình cùng thả tim thả like cho bình nguyễn để gọi là có thêm những cái năng lượng để bình nguyễn chia sẻ được không ạ à? chào anh lộc <laughs> em tối là em tu anh ạ à, em không ăn tối <laughs> đang thì à, với cái chủ đề hôm nay à, nó một cái buổi tối thật tuyệt vời này thì chúng ta không quên tác tên bạn bè của chúng ta vào cũng như những ai đang muốn tìm hiểu cái cơ hội để đầu tư cổ phần thì chúng ta cùng tắt tên vào và cùng theo dõi livestream của Bình Nguyễn để biết được cái bí mật của cái công thức biến từ 1 tỷ thành 1.000 tỷ ạ và chúng ta có thấy à, ảo không ạ à? Nếu như ai mà có thể biết cái bí mật của cái công thức mà biến 1 tỷ thành 1.000 tỷ thì comment cho Bình Nguyễn số 1 được không ạ à? còn nếu như mà ai chưa biết thì cùng theo dõi hết livestream này của Bình Nguyễn để thấy được những cái gọi là điều mà chúng ta có thể làm được cái công thức này một cách rất đơn giản chỉ cần là chúng ta có kiến thức và chúng ta làm nó mà thôi ạ à. cả nhà mình cùng tắt tên bạn bè vào để cùng tìm hiểu hiểu thêm những cái giá trị ạ à và Số một. <laughs> đúng rồi, em Tiến Bùi chắc giờ cũng hiểu về cái cái, cái um, bí mật của công thức 1 tỷ thành một nghìn tỷ rồi, đúng không ạ? Nó không khó, nó rất là đơn giản, nhưng quan trọng thì chúng ta có dám làm hay không? Và chúng ta phải biết là làm giàu thì nó cũng như là đi đường ấy ạ đúng không ạ nếu như đi đường chúng ta không biết thì chúng ta phải hỏi chúng ta phải tra google đúng không ạ còn nếu như chúng ta đã không biết rồi mà chúng ta không hỏi không tra google thì liệu chúng ta có biết đường để đi không ạ và bao giờ chúng ta đi tới đích ạ thì làm giàu nó cũng như thế khi mà chúng ta chưa biết thì chúng ta hãy hỏi những người đã thành công hỏi những người đã đi trước để chúng ta có được cái tấm bản đồ ạ và bình nguyễn rất là may mắn rất là may mắn khi biết được cái bí mật của tấm bản đồ của giới siêu giàu ạ và chính vì vậy khi mà chúng ta đã biết đường đã hỏi được đường rồi cũng như là chúng ta có một cái tấm bản đồ gọi là thành công của giới siêu giàu rồi thì chúng ta có làm theo họ hay không đó, khi mà chúng ta đã tìm ra một cái con đường mà có thể đem đến cái sự thành công cho chúng ta theo cái bản đồ của cái giới siêu giàu 5% đó, đúng không? Thì khi chúng ta đã tìm thấy rồi, nếu như mà chúng ta không thực hiện không hành động thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được cái điều đó. Còn như chúng ta thấy rồi đúng không ạ? Um cái thành công thì nó là ở cái giao tiếp bên trong ạ. Cái giao tiếp bên trong chúng ta có muốn không ạ? Và khi muốn thì chúng ta phải hành động như thế nào ạ? Đúng không ạ? Thì như Bình Nguyễn trong cái quá trình Bình Nguyễn đi tìm cái bản đồ của giới siêu giàu đó ạ. thì Bình Nguyễn cũng biết đến cái kim tứ đồ đúng không? Thứ nhất là nó có bốn nhóm người và tất cả những người trong xã hội này sẽ thuộc một trong bốn cái nhóm người đó. Thứ nhất là đi làm công thì cái nhóm này là bán thời gian công sức để đổi là cái tiền lương, gọi là bán cái hữu hạn để đổi lấy cái vô hạn ạ. Nếu như chúng ta muốn tăng lương gấp đôi thì có thể tăng được, nhưng tăng lên gấp 10 chúng ta không thể tăng được ạ. Đó. Và nhóm làm tư thì chúng ta đổi thời gian công sức và cả tiền của để chúng ta lấy tiền ạ, đổi lấy tiền ạ. Và khi mà chúng ta mở ra làm tư thì chúng ta cần phải vay ngân hàng và trả lại ngân hàng đúng không ạ? Phải trả công cho công nhân đúng không ạ? Đó và khi mà một doanh nghiệp thì chúng ta chỉ có thu nhập bằng A à, thôi ạ. Nếu như mà chúng ta muốn có 10 thu nhập A à, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tăng lên 10 doanh nghiệp hoặc là gia tăng cái quy mô của chúng ta lên 10 lần. Còn cái nhóm thứ ba là nhóm chủ doanh nghiệp thì là cái nhóm mà người ta dùng đòn bẩy con người và đòn bẩy thời gian để mà người ta kiếm tiền cho người ta. À, chào Mượn Lộc, chào Dương Thị Phong, đúng không? Để người ta kiếm tiền cho người ta như là hệ thống Vinmart này, KFC này. Chúng ta gọi là thông minh nhất là chúng ta hãy làm chủ hệ thống như vậy ạ. Chúng ta không cần có mặt, không cần có mặt nhưng sao ạ? Dòng tiền nó vẫn chảy về cho chúng ta đều đặn và nhóm thứ tư đó là nhóm đầu tư nhóm này là chúng ta dùng tiền để sinh ra tiền và để mà bước sang được cái nhóm đầu tư này thì chúng ta không cần phải có quá nhiều tiền không cần phải có quá nhiều tiền nhưng quan trọng để chúng ta có thể đầu tư thành công và kiểm soát được những cái rủi ro ở nhóm đầu tư này thì chúng ta cần phải có kiến thức ạ à, dương thị... dạ vâng em à. cảm ơn chị dạ vâng ạ đúng không ạ thì à, chúng ta phải có cái kiến thức thì chúng ta mới kiểm soát được đúng không ạ như những cái à, người đi làm công ăn lương hoặc những người nghèo thì cho đầu tư làm mạo hiểm nhưng thực ra đầu tư nó rất là an toàn đầu tư rất là an toàn chào em Ngô Hải nhá đầu tư rất là an toàn và chúng ta có biết không ạ à, bình thường thì như chúng ta là cứ nghĩ là đi làm công ăn lương Đúng không ạ? Thì là an toàn nhất như hoàn toàn không có đâu ạ Bởi vì chúng ta phải biết này Người ta nói rồi Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực Đúng không ạ? Cũng như nhóm kim tứ đồ có bốn nhóm người đúng không? Thì nó ví dụ nhóm làm công thì nó ví như đi xe đạp Nhóm làm tư thì nó ví như đi xe máy Còn nhóm làm chủ thì như là đi ô tô tàu hỏa đúng không ạ? Và nhóm đầu tư nó như là máy bay ạ Đúng không ạ? Thế như bây giờ chúng ta biết chọn cái kết quả trước thì chúng ta sẽ chọn được những cái phương tiện nó phù hợp đúng không ạ còn nếu như mà chúng ta lại đi chọn hành động trước thì đó là chúng ta chọn xe đạp hay xe máy hay ô tô hay máy bay đúng không ạ thì chúng ta chọn phương tiện nào cũng được đó nhưng nếu như mà chúng ta không có một cái kết quả mong muốn hay một cái mục tiêu mong muốn thì chúng ta sẽ chọn nó sẽ không được ấy mà chúng ta chọn tùm lum lên Còn nếu như khi mà chúng ta đã có một kết quả Chúng ta chọn kết quả trước là ví dụ chúng ta đi vào Sài Gòn Chúng ta muốn đi trong vòng 3 giờ là chúng ta phải đến Sài Gòn Thì chắc chắn chúng ta phải biết chọn cái phương tiện phù hợp nhất cho chúng ta Đó là máy bay đúng không ạ? Đó là máy bay Chứ chúng ta không thể chọn xe máy hay xe đạp hay là ô tô tàu hỏa được đó Nên là cái việc mà chúng ta chọn kết quả trước nó rất là quan trọng ạ thì chúng ta sẽ có phương hướng để chúng ta đi chúng ta sẽ có phương hướng để nó phù hợp nhất và có những cái phương tiện phù hợp nhất để chúng ta đạt được cái kết quả của chúng ta đúng không ạ còn nếu như chúng ta bảo là không có tiền để đi máy bay nếu như chúng ta chọn đi xe đạp thì chúng ta thử hình dung ạ đi xe đạp mất nhiều ngày chúng ta phải tiền ngủ qua đêm này tiền ăn dọc đường hàng ngày này thậm chí nó còn nhiều tiền hơn cả đi máy bay đúng không ạ kể cả xe máy cũng vậy đó thì trong cái quá trình làm giàu cũng vậy đúng không ạ trong cái quá trình làm giàu cũng vậy nếu như mà chúng ta biết chọn kết quả trước thì chúng ta sẽ có một cái phương tiện để mà chúng ta làm sao chọn để cho nó phù hợp chọn cho phù hợp thì chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều thời gian như ví dụ nếu mà chúng ta chọn cái phương tiện như xe đạp đúng không ạ thì chúng ta phải mất quá nhiều thời gian để chúng ta đạt được cái e mong muốn của chúng ta nên là khi mà chúng ta đã có cái e giờ mong muốn của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ có những cái phương tiện để mà chúng ta đi cho nó phù hợp ạ ví dụ chẳng hạn như chúng ta muốn cái e giờ đó là quả cam chẳng hạn đúng không ạ thì chúng ta không thể gieo hạt ớt hay hạt ổi để nó ra thành quả cam được mà bắt buộc là chúng ta phải gieo hạt cam thì nó mới ra kết quả là hạt cam <laughs> dạ vâng em cảm ơn chị dương thị phong ạ <laughs> vâng em thì thật sự là em cũng rất là mong muốn làm sao mình biết có được những cái kiến thức gì thì em cũng mong muốn chia sẻ tới tất cả mọi người để mong làm sao gọi là trao được một cái giá trị nào đó chị ạ và em rất là cảm ơn chị và tất cả mọi người đang ủng hộ livestream của em cũng như là đang theo dõi livestream của em chị ạ Vâng, em cảm ơn chị, cảm ơn Ngô Hải và cảm ơn tất cả anh chị em. Đúng không ạ? Thì mình mới có một ER là quả cam được. Thế vì như chẳng hạn như chúng ta biết ví dụ chúng ta muốn có một cái ER mong muốn đúng không ạ? Tiền là 1.000 tỷ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì liệu chúng ta đi làm công hay làm tư thì chúng ta có đạt được cái ER mong muốn đó không ạ? ạ Còn nếu như mà chúng ta làm chủ hệ thống chủ một chuỗi hệ thống lớn đó chẳng hạn thì để mà đạt được cái 1.000 tỷ thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái hệ thống chuỗi của họ các cửa hàng của họ và cái nguồn vốn của họ nhưng nếu như 1.000 tỷ mà ở nhóm đầu tư chúng ta rất dễ dàng để đạt được ạ chỉ cần chúng ta có kiến thức để mà chúng ta kiểm soát nó thôi ạ và chúng ta phải biết là như ông Warren Buffett đúng không ạ? Năm 1956, ông khởi nghiệp với 100 đô là hơn 2 triệu Việt Nam ạ. Đúng không ạ? Nhưng đến năm 1986, ông đã có tài sản đã lên bao nhiêu ạ? 25 triệu đô. 25 triệu đô. Và đến năm 2004 là ông có 42,9 tỷ đô ạ. Và đến tháng 3 năm 2021 Ông ấy cán mốc là 100 tỷ đô ạ Chúng ta thấy sao ạ Ông ấy làm cái quái gì mà có nhiều tiền thế ạ à? Chúng ta biết không ạ Cả nhà nếu như ai biết Ông Gordon Buffett Ông làm gì mà để cái tài sản của ông ấy Tăng lên được nhiều như vậy Thì cho Bình xin số 1 được không ạ Comment cho Bình Nguyễn xin số 1 được không ạ Dạ vâng, em cảm ơn chị Dương Tự Phong ạ <laughs> Cả nhà mình có biết ông golden buffet Tại sao mà ông ấy khởi nghiệp từ 100 đô Mà đến năm tháng 3 năm 2021 Ông đã cán mốc 100 tỷ đô không ạ? Cả nhà có biết không ạ? <laughs> Đó à, Chị Dương Thị Phong biết Đúng rồi chị Vâng, nếu như ai chúng ta mà biết được cái bí mật của giới siêu giàu cái bản tấm bản đồ của giới siêu giàu cũng như ông Warren Buffett thì chắc chắn cái việc mà chúng ta hướng đến 1.000 tỷ là rất đơn giản đúng không ạ? Đó chính là bí mật của giới siêu giàu đó ạ. Và nếu như mà chúng ta muốn có một cái nghìn tỷ thì chúng chúng ta cần phải chuyển sang đâu ạ? Đó là nhóm đầu tư ạ. Đó đó là nhóm đầu tư. Và khi mà nhóm đầu tư thì chúng ta không phải là quá khó Chúng ta chỉ cần Đúng rồi ạ, ông Gordon Buffett là nhà đầu tư Đúng rồi chị Dương Thị Phong, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần kiến thức để chúng ta kiểm soát Và như ông Gordon Buffett, ông có nói một câu rằng Cái lúc mà mọi người đang đi tìm kiếm một cái công việc để gia tăng thu nhập Thì tôi chả làm gì hết tôi chỉ làm đó là bằng một việc là sao ạ dịch chuyển tiền của tôi từ vùng an toàn sang những cái vùng mạo hiểm và kiểm soát chúng sau một thời gian tôi trở nên giàu có còn họ thì không ạ đúng không ạ đó nghĩa là đối với những người giàu thì đầu tư của họ lại rất là an toàn chứ không phải là mạo hiểm hay là rủi ro chỉ bằng cách là họ có kiến thức để họ kiểm soát được những cái rủi ro đó của họ Đúng không ạ? Và ông có khuyên tất cả chúng ta rằng Để trở thành một tỷ phú không phải là khó Mà chỉ cần chúng ta nắm giữ cổ phần của một công ty khởi nghiệp tiềm năng Và giữ chúng lại từ 3 đến 5 năm và thậm chí có thể giữ lâu hơn ạ, đúng không ạ? Đó, chỉ cần sở hữu cổ phần của một công ty khởi nghiệp tiềm năng và giữ lại chúng từ 3 đến 5 năm và có thể lâu hơn thì chúng ta có thể, thể trở nên là một tỷ phú, đúng không ạ? Thế tại sao mà khi mà chúng ta đã có cái tấm bản đồ của những cái giới siêu giàu người ta bảo rồi người thành công thì thường để lại dấu vết mà chúng ta đã có những cái tấm bản đồ đó rồi tại sao chúng ta không đi ạ đúng không ạ tại sao chúng ta không đi mà chúng ta lại cứ thích đi cái con đường vòng con đường dài để làm gì ạ và các bạn đừng nghĩ là chúng ta đi con đường vòng con đường dài chúng ta đạt được ạ sẽ không bao giờ chúng ta đạt được nhưng đổi lại chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức và tiền của đó thế nên là làm giàu thì nó cũng như đi đường Và khi chúng ta đã biết con đường ngắn Con đường đúng rồi chúng ta không đi Mà chúng ta lại cứ đi ngược lại Chúng ta đi đường vòng cái đường xa gọi Đường thế nào đường từ kia thì nó sẽ rất là lâu đến Nó rất là tốn công tốn sức Đúng không ạ Nên là khi mà chúng ta có một cái con đường ngắn nhất Tốt nhất rồi thì chúng ta hãy đi Cũng như là cái bản đồ của Giới siêu giàu bản đồ của người thành công đó Khi mà chúng ta đã biết như vậy rồi Thì chúng ta hãy đi theo ạ Đúng không cả nhà? Em 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 không, em không chị ơi. Không chị ơi là cái gì hả em? <laughs> Đấy. Và còn ví dụ như chúng ta biết là nếu như mà chúng ta đi làm công ăn lương, đúng không ạ? Chúng ta có tiết kiệm đến mấy làm giỏi đến mấy thì một cả cái cuộc đời này may ra chúng ta sẽ có số tiền từ 5 đến khoảng 12 tỷ thôi. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta làm tư thì sao ạ? Từ 10 đến 20 tỷ Nó lại phụ thuộc vào cái nguồn vốn của của chúng ta đúng không? Còn nếu mà chúng ta làm chủ doanh nghiệp Làm chủ hệ thống Thì chúng ta có thể đạt từ 100 tỷ đến 1.000 tỷ Nhưng nó còn phụ thuộc vào Nguồn vốn này Chuỗi cửa hàng này Đúng không ạ? Nhưng Để mà chúng ta đạt 1.000 tỷ Thì rất đơn giản Đó là chúng ta đầu tư ạ Đó chúng ta đừng nghĩ đầu tư là mạo hiểm ạ, à. nó rất là an toàn nếu mà chúng ta có kiến thức để chúng ta kiểm soát nó. Tiền chỉ đến khi ta làm việc, sự giàu có đến khi ta đầu tư. đúng rồi chị. <laughs> nghĩa là mình à, à, trong cái thế giới của chúng ta bây giờ là có hai cái nguồn thu nhập chị ạ, một là chủ động và hai là thụ động. cái nguồn thu nhập mà thụ động thì chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ có cái ăn mà chúng ta không làm việc thì chúng ta sẽ không có cái ăn làm ít ăn ít làm nhiều ăn nhiều. Người ta bảo rồi, tay quay thì miệng trễ ạ. <laughs> Còn nếu mà mình có biết đầu tư để mà chúng ta tạo ra một cái dòng tiền thu nhập thụ động thì kể cả lúc ngủ chúng ta vẫn có tiền, đúng không ạ? Cũng như ông Warren Buffett ông có nói rồi, nếu mà chúng ta không biết kiếm tiền cả trong lúc ngủ thì chúng ta phải làm việc đến tận lúc chết. À, chào em nguyễn trinh nhá lại đây. <laughs> cảm ơn em cảm ơn cả nhà mình và cũng như là mẹ của nguyễn bình khiêm đúng không tuy là người mẹ này không biết là con mình sẽ học hành như thế nào nhưng mà vì người mẹ này đã chọn kết quả trước là muốn con mình làm quan muốn con mình làm quan nên là bà đã cho con đi học những cái trường tốt nhất đúng không ạ Đó đi học những cái trường tốt nhất Thế nên là chúng ta tất cả mọi việc là chúng ta nên uh, chào em Quang Quang Tuấn nha <laughs> Còn chẳng uh, cần như là ví dụ như mình tầm uh, tuổi từ 25 chẳng hạn đến 40 hoặc 45 mà mình muốn ER mong muốn của mình là 1.000 tỷ thì mình phải đi đầu tư đúng không ạ hoặc là mình muốn nghỉ hưu sớm thì bắt buộc mình phải đi đầu tư thôi chứ còn nếu mà mình chỉ có phụ thuộc vào cái dòng tiền thu nhập chủ động ấy thì chắc chắn là sẽ không có điều đó mà phải làm việc đến lúc chết và đến lúc chết vẫn còn không có tiền ấy đó chứ các bạn đừng nghĩ là đi làm công ăn lương hay là mình tự bỏ vốn ra mình kinh doanh hay mình làm một cái việc gì đấy là an toàn. Nó rất là rủi ro, không có cái gì là an toàn cả. Thứ nhất, bạn đi làm công thì cũng có thể là nếu như mà ít việc chẳng hạn thì bạn sẽ không làm đủ tháng, lương bạn sẽ thấp đi này, hoặc là công ty không có việc thì bạn có thể là bị nghỉ việc, đúng không ạ? Đó hoặc là nếu như mà bạn làm những về những cái việc mà nó liên quan đến máy móc thì thậm chí còn bạn bị tai nạn nghề nghiệp cơ thậm chí là mất cả chân cả tay rồi thì thậm chí mất cả tính mạng đúng không ạ đó chuyện rủi ro không thể tránh khỏi bất kỳ ở cái lĩnh vực kinh doanh hay làm việc nào kể cả mình gửi ngân hàng cũng rủi ro mà đúng không ạ kể cả mình ở trong nhà nhiều khi vẫn cứ bị tai nạn bình thường đó nên là chúng ta đừng đừng suy nghĩ nó 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 gọi là nó tiêu cực quá để mà chúng ta đánh mất đi cơ hội của chúng ta và giảm cái bước chân của chúng ta hãy xài đi ạ chúng ta hãy xài thật mạnh đi ạ hãy vươn thật mạnh đi ạ đúng không ạ còn làm làm giàu nó cũng thế nó cũng như như là trò chơi ấy. nếu mà chúng ta muốn muốn thắng ấy, thì nó sẽ có cơ hội để chúng ta thắng còn nếu mà chúng ta chỉ chơi để mà nó không bị thua ấy thì chúng ta chỉ chơi cầm chừng này ở những cái vùng an toàn này làm vừa vừa này để mà cho nó không bị thua này nhưng mà cái đó cái cơ hội lớn nhất đó là hỏa đó đó là hỏa còn cái cơ hội nhiều đó là khả năng sắp xuất thua rất là lớn mà nó không có cơ hội thắng thì đâm ra nó sẽ kìm hãm cái bước chân của chúng ta nên chúng ta đã chơi là chúng ta phải chọn kết quả là thắng bởi vì sao ạ nói chung là để mà trò chơi tiền bạc thì nó cũng như những cái trò chơi bình thường của chúng ta ở ngoài đúng không cũng như chơi cờ hoặc chơi gì đó để mà chúng ta thắng được thì chúng ta phải biết luật chơi của nó chúng ta phải biết luật chơi thì chúng ta sẽ thắng thôi và khi mà chúng ta muốn thắng thì chúng ta sẽ có những cái cái um, gọi là sắp xếp và có những cái bước đi để chúng ta chọn cái kết quả thắng cũng như chẳng hạn như đội bóng đúng không ạ nếu mà chúng ta chỉ chơi để mà nó không bị thua thì chắc chắn chúng ta sẽ xếp đội hình là khác còn nếu như mà chúng ta mà muốn thắng thì chúng ta lại phải xếp đội hình nó một cách khác đúng không ạ thì làm giàu nó cũng thế thôi đó khi mà chúng ta tìm được một cái con đường rồi ngắn nhất rồi và có được cái tấm bản đồ rồi thì chúng ta hãy đi ạ. Đúng không ạ? Người ta là những người đi trước rồi. Người ta là những người đi trước, người ta đã chỉ đường cho cho mình rồi, đúng không ạ? Thì mình cứ thế mà đi thôi ạ. Mình mình đừng đừng sáng tạo hoặc là gọi là đừng cho mình là giỏi. Đó, và cả nhà chúng ta tất cả chúng ta hãy hạ cái tôi xuống ạ. Đó, bởi vì nếu như cái gì các bạn cũng tôi biết rồi thì sẽ rất là khó. Các bạn hình dung như cái ly nước đầy ạ, nếu như mà nó đầy rồi, thì các bạn rót vào nó có đựng được đựng nữa không ạ? Hay là nó tràn ra ạ? đúng không ạ? Nó sẽ tràn ra, không bao giờ nó đọng lại được. Thế nên là bất cứ một, một cái gì đó chúng ta muốn có kết quả mới thì chúng ta phải làm những cái công việc mới. Và khi mà chúng ta đến với một cái cơ hội nào, đến một cái dự án nào, chúng ta hãy là một cái ly rỗng để chúng ta học hỏi đi ạ. Chúng ta học hỏi và chúng ta tìm kiếm và chúng ta bổ sung kiến thức đi ạ. Chứ chúng ta đừng lúc nào cũng ta biết rồi. Đúng không ạ? Ta biết rồi thì chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Bởi vì các bạn phải biết là những cái chúng ta biết nó chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi, còn những cái gì mà chúng ta chưa biết nó là cả sa mạc cát mênh mông. Đúng không ạ? Và nếu như các bạn cứ đem những cái mà các bạn đã biết áp dụng vào cái mà các bạn chưa biết thì chắc chắn không bao giờ chúng ta có kết quả được đúng không ạ chẳng hạn như bây giờ ví dụ như bạn đang làm bác sĩ khám răng đúng không ạ bạn lại áp dụng đúng những cái phương pháp của khám răng sang gọi là uh, mổ dạ dày này. đúng không ạ thì liệu chúng ta có thể ấy được không ạ? mà bạn là bác sĩ khám răng thì bạn không thể giỏi được ở trong lĩnh vực gọi là uh, dạ dày đúng không? không thể mổ được dạ dày rồi không thể uh, biết uh, đoán được các bệnh ở trong cái dạ dày đó mà bạn chỉ có thể giỏi ở lĩnh vực khám răng thôi. đó cho nên chúng ta nên học hỏi ạ, đúng không ạ? cũng như um, là khi mà có một cái cơ hội nào đó có ai chia sẻ cho chúng ta đúng không thì chúng ta chưa biết thì chúng ta cứ đón nhận trước đi sau đó chúng ta nghiên cứu chúng ta tìm hiểu chúng ta nghiên cứu chúng ta tìm hiểu chúng ta phân tích lúc đó chúng ta có quyết định đầu tư hay là tham gia cái dự án đó hay không thì là quyền của các bạn ạ bởi vì cái quan trọng các bạn tìm hiểu các bạn không mất gì cả đó mà thứ nhất biết đâu các bạn lại nắm bắt được cái cơ hội ở trong đó. Còn không các bạn cũng học hỏi thêm được những cái kiến thức mà. Đúng không ạ? Học không bao giờ là thừa cả. Học không bao giờ là thừa cả. Nên là chúng ta hãy cố gắng đi ạ. Cứ là một cái chiếc ly rỗng để mà chúng ta học hỏi, chúng ta phát triển bản thân ạ. Bình Nguyễn bây giờ cũng thế thôi. Tuy là năm nay Bình Nguyễn cũng 45 tuổi rồi nhưng suốt ngày Bình Nguyễn phải đi học. Đó, học ngày học đêm chứ không phải là 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 mình giỏi. Đó, bởi vì mình chỉ có thể biết ở cái lĩnh vực này thôi nhưng những cái lĩnh vực khác mình không thể biết được. Đúng không? Nên mình cứ học hỏi. Mình học hỏi càng nhiều thì cái tầm của chúng ta càng được nong lên. Khi mà chúng ta có được nhiều kiến thức, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều trải nghiệm thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái rủi ro, chúng ta sẽ kiểm soát được những cái rủi ro và như những cái kiến thức đó Chúng ta sẽ nhận biết, nhìn nhận được những cái cơ hội Đúng không ạ? Đâu là cơ hội và đâu là cạm bẫy Như ngày trước thật sự là Khi mà Bình Nguyễn chưa biết đến cái môi trường này Khi mà Bình Nguyễn nhìn thấy những cái app ấy Những cái app mà trả, trả tiền luôn ấy Nghĩa là mình... Nghĩa là mỗi ngày mình mình cứ chạm vào để mình làm gì đó À, xong thì mình sẽ được bao nhiêu tiền một ngày thì trước đây là bình nguyện không biết đó thì khi mà thấy mọi người bảo thì mình mà ừ nếu mà ấy chơi thì chơi thế nhưng mà có biết đâu khi mà mình chơi vào thì gọi là được mấy ngày đầu thấy nó hay hay thì nó lại bảo là nếu như mà bây giờ mà bạn à, bạn vào cái gói vip này thì ngày một ngày bạn sẽ được chừng này tiền này đó chừng này tiền thì cũng ham đó bởi vì mấy ngày trước được rồi mà thì cũng ham thế bắt đầu là chơi gói to hơn chơi gói to hơn thì uh, chơi được vài hôm thì nó bảo là nó bảo trì bảo trì uh, cái, 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 cái app đó này không rút được tiền này đúng không ạ thế đầu tiên là như thế vẫn vẫn đào được tiền nó vẫn về ở trang app ấy nhưng mà cuối cùng là không rút được và nó sập cái lúc đó thì Bình Nguyễn không phân biệt được đâu là là dự án mà gọi là lừa hay là dự án nào là thật hay là đâu là đầu tư giá trị hay là uh, đâu là đầu cơ, Bình Nguyễn không phân biệt được ạ. Nhưng từ khi mà Bình Nguyễn vào được cái môi trường này thì Bình Nguyễn được học hỏi phát triển bản thân rất là nhiều, học về tư duy đầu tư, rồi thì học về tư duy tài chính này nói chung là học rất 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 nhiều. Và từ đó thì bình nguyện mới nhận nhận biết được đâu là đầu cơ đâu là cạm bẫy đâu là đầu tư giá trị đó nên chính vì vậy từ khi mà bình nguyện biết đến cái môi trường này bình nguyện đã không bị mất tiền vào những cái dự án như vậy cả nhà đó nên nên là cái gì chúng ta cũng phải cần có kiến thức chúng ta khi mà chúng ta bổ sung được những cái kiến thức đó thì cái phần thắng chúng ta nắm ở trong tay ạ và chúng ta phải biết rồi đấy thì như ông Gordon Buffett thì ông ấy cũng đã 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 nói rồi đúng không ạ khi mà chúng ta trở muốn trở thành một tỷ phú nó rất là đơn giản chỉ cần là chúng ta nắm bắt cổ phần hay cổ phiếu của cái công ty khởi nghiệp nào đó mà nó có kiểu giá trị tiềm năng thì sau một thời gian thì chúng ta sẽ trở nên giàu có thôi và chính ông Gordon Buffett ông cũng làm như vậy mà ông khi mà mọi người đang đi tìm một cái công việc ổn định cái công việc để gia tăng thu nhập thì ông chả làm gì ông à, gọi là dịch chuyển cái à, à, những đồng tiền ở nơi an toàn sang cái nơi mạo hiểm và ông kiểm soát chúng thì sau một thời gian ông ấy trở nên giàu có còn những người kia thì vẫn đi làm công ăn lương đúng không ạ đó người ta đã đi trước người ta đã chỉ và người ta dạy đến tận nơi rồi đúng không ạ cũng như bà Bà Donald Fan nhà đầu tư của New York đấy Bài đầu tư cái cổ phiếu của Apple năm 1980 lúc đó là lên sàn rồi đó Là lúc đó bài 25 tuổi Nhưng đến năm 2020 thì sao ạ? Cái cổ phiếu của bà đó tăng lên 530 lần Và chỉ với một cái tư duy đó là bài mua và giữ lại chúng ạ bà không bán giữ lại chúng ạ đó đúng không ạ bà mua từ năm 25 tuổi đúng không ạ là từ năm 1980 và bây giờ là 2023 là bài hơn bộ, mua hơn 40 năm rồi nằm giữ là hơn 40 năm rồi thì giờ tầm này bà cũng gần 70 rồi bà gần 70 rồi ạ đúng không ạ và bà vẫn đang nắm giữ những cái cổ phiếu của Apple ạ. đó và cái cổ phiếu này của bà cái lúc đã tăng lên 530 lần à, Vào năm 2020. Và sau đó là công ty Apple cả chia thành 5 cổ phiếu. Và mỗi cổ phiếu là hơn 100 đô. Và đến bây giờ mỗi cổ phiếu vẫn hơn 100 đô ạ. À. Đó. Thế nên là cái để mà uh, đầu tư là gì? Thì chỉ là đầu tư là chúng ta mua một cái dạng tài sản nào. Để mà trong, sau đó chúng ta nắm giữ thật lâu ạ. À. Đúng không ạ? Và trong các à, lĩnh vực đầu tư thì như chúng ta biết rồi, ví dụ chúng ta đầu tư bất động sản nhá, thanh khoản rất là thấp. Đó, thanh khoản rất là thấp mà tiền đầu tư ra rất là nhiều. Đúng không ạ? Đầu tư vàng, tiền vừa phải thôi, nhưng làm sao ạ? Cái sự tăng trưởng nó cũng không lớn ạ. Chỉ có cái thanh khoản là nhanh thôi ạ, đúng không ạ? Và kể cả bất động sản cũng thế. Không có sự đột phá nó chỉ có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần Và chỉ có mảnh nào ấy lắm thì mới tăng được 20 lần Đúng không ạ? Nhưng hiếm lắm Còn nếu mà chúng ta ấy thì chỉ tăng được gọi là 1,2 hoặc 1,5 thôi đúng không? Còn nếu như mà chúng ta biết đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp thì sao ạ? Thì như ông Gordon Buffett ông đã nói rồi Và như bà Donald Fenn nhà đầu tư ở New York đúng không ạ? Bà ấy Mua năm 1980 và bài bỏ ra một số tiền không phải là lớn Nhưng đến bây giờ thì sao ạ? Chào Trung Lai, chào Phạm Thị Thu, chào Quang Dũng, chào Hoài Chu Văn nhé Đúng không ạ? Đến bây giờ thì sao ạ? Bà rất là giàu Đó cũng như ông Warren Buffett cũng thế thôi Đúng không ạ? Ông ấy khởi nghiệp có 100 đô Và đến tháng 3 năm 2021 ông cắn mốc 100 tỷ đô Ông ấy làm gì ạ? chỉ là ông nắm giữ cổ phần doanh nghiệp của những cái công ty khởi nghiệp tiềm năng thôi ạ và bình nguyễn à, ví dụ cho cả nhà chào à, Thìm thơ ạ chào em phạm thị thu ví dụ nhé như à, một cái ví dụ mà ông ấy đầu tư nắm giữ cổ phần đó là công ty coca cola đó đó là ví dụ như là giám đốc của công ty coca cola làm việc thời gian là bằng cả ngày đúng không ạ nhưng cái thu nhập của ông ý một năm Là 16 triệu đô Thì nói chung là ông ý rất là giỏi rồi Ông ấy mới làm giám đốc Một cái công ty Coca Cola lớn như vậy đúng không ạ Nhưng ông Warren Buffett thì sao ạ Ông ấy thời gian làm việc ở bên công ty Coca Cola Bằng không ạ Nhưng ông ấy lại có thu nhập Là 547 triệu đô la Một năm Vậy là ông ấy làm gì ạ Ông làm gì mà ông có nhiều tiền như thế ạ? Chỉ có bằng cách đó là ông chỉ là nhà đầu tư và nắm giữ cổ phần của tập đoàn Coca-Cola. Đúng không ạ? Ông có phải làm gì đâu ạ? Mà một năm ông có 547 triệu đô la. Tiền cổ tức đó ạ. Còn ông giám đốc kia thì sao ạ? Làm việc bằng cả ngày mà ông ấy rất là giỏi. Rất là vất vả. Nhưng một năm cũng chỉ được 16 triệu đô la thôi ạ. Thì các bạn thử xem ạ Nếu như Bỏ thời gian công sức ra để đi làm Thì Sẽ được bao nhiêu ạ Còn nếu chúng ta đầu tư sẽ được bao nhiêu ạ Đúng không ạ Mà ông Gordon Buffett Ông chẳng cần phải làm gì cả Chỉ có bằng cách là ông ý đầu tư Ông nắm giữ cổ phần của công ty Coca Cola thôi Chúng ta thấy sao ạ Nên là để mà chúng ta Gọi là có cái e giờ tiền mong muốn Thì chúng ta cần phải đầu tư ạ Muốn giàu thì phải đầu tư Đó Và ví dụ như là Công ty Google đấy chẳng hạn Người ta khởi nghiệp là Bắt đầu huy động vốn là năm 1975 Đúng không ạ Năm 1986 Sau 11 năm Thì công ty Google đó mới IPO đúng không ạ Thế nên là cái việc Mà chúng ta nắm giữ một cổ phần của những cái công ty khởi nghiệp thì việc chúng ta phải chờ là chuyện bình thường ạ. À. Bởi vì sao? Vì nhờ cái thời gian đòn bẩy về thời gian và đòn 7 IPO nó mới tăng từ trưởng cho chúng ta một cái số tiền rất là nhỏ lên thành một cái số tiền rất là lớn ạ. À. Đúng không ạ? Còn công ty Apple thì sao ạ? À? Sau 5 năm khởi nghiệp thì IPO đúng không ạ? À? Mà nó chỉ là một cái lĩnh vực đó là cái điện thoại thôi ạ. À còn google nó chỉ là một cái trang tìm kiếm thôi ạ nó cũng mất mười mấy năm còn cái điện thoại apple cũng mất là năm năm đúng không ạ rồi thì xiaomi cũng mất bảy tám năm gì đó nhờ cái đòn bẩy thời gian nhờ cái đòn bẩy ipo mà nó có thể cho chúng ta từ những cái người rất là bình thường trở thành những cái người giàu có đúng không ạ nếu như chúng ta đã có tấm bản đồ rồi chúng ta có cái đường để chúng ta đi rồi và chúng ta có những người đi trước người ta để lại cho chúng ta rồi chúng ta hãy cứ đi theo nó là chúng ta sẽ đạt được những cái er mong muốn về tiền cho chúng ta. Thế bây giờ người ta đã khuyên mình như vậy rồi đúng không ạ? Người ta đã khuyên mình như vậy rồi mà người ta đã là người thành công rồi, người ta để lại những cái dấu vết để lại những cái kiến thức để cho chúng ta đi theo mà tại sao mà chúng ta lại lại không đi ạ? đúng không ạ thế bây giờ thay vì những cái thời gian mà các bạn lướt facebook tiktok để các bạn chơi thì các bạn hãy dành những cái thời gian đó để các bạn đọc sách tìm hiểu trên youtube ạ bởi vì làm giàu chúng ta học hỏi được ạ chứ không phải là chúng ta không học được nhưng làm sao mà chúng ta cứ quên đi cái nhiệm vụ làm giàu của chúng ta quên đi cái er mong muốn của chúng ta bởi vì sao ạ chúng ta đã bị những cái trò chơi giải trí những cái thú vui nó kìm hãm chúng ta nó làm cho chúng ta bị mu muộn. đúng không ạ chẳng hạn như cái video của ông phụ lộc phụ hồ ấy đó chỉ là đi xây dựng mì thế nọ thế kia thôi thì lại rất rất nhiều người theo dõi nhưng những người mà người ta nói về tư duy về uh, kiếm tiền về đầu tư về ấy thì tại sao chúng ta cái lượng theo dõi lại không có bởi vì chúng ta phải biết là sao ạ? 95% dân số là thuộc về người nghèo ạ. Đúng không ạ? Thế nên chính vì chỉ có 5% dân số là thuộc về người giàu thôi ạ. Nên cái lượng mà người nghèo chúng ta đã bị những cái thú tiêu khiển đó, thú tiêu khiển đó nó làm mờ mắt, nó làm mụ mị cái đầu của chúng ta để chúng ta quên đi cái ước mơ của chúng ta. Cũng như các doanh nghiệp đó, Họ muốn giữ chân những nhân viên, họ thường cho ra những cái uh, gọi là những cái chính sách rất là ưu đãi cho chúng ta để chúng ta quên đi cái việc mà chúng ta đi cái công ty khác để mà chúng ta phục tùng cho họ, làm giàu cho họ và xây ước mơ cho họ. Các bạn cứ thử lên cái um, cái kênh của Lộc phụ hồ mà xem. Cái lượng theo dõi rất là đông luôn, cực kỳ đông luôn, bởi vì ông ấy làm về cái trò chơi gọi là về giải trí thì chúng ta thích ạ nhưng những cái video những cái chia sẻ về tư duy về phát triển bản thân hay về làm giàu thì cái lượng người theo dõi không nhiều ạ đó nên là chúng ta thấy đã được là tại sao mà cái người nghèo của chúng ta lại lại nhiều mà cái người giàu của chúng ta lại ít là như thế đúng không cả nhà thế nên là bây giờ bình nguyễn thì bình nguyễn cũng không phải là lên để bình nguyễn dạy đời hay gì cả nhưng mà bình nguyễn chỉ mong muốn rằng bình nguyễn chia sẻ được một cái giá trị nào đó và mong muốn ai nhận được một cái giá trị nào đó để mà có thể thay đổi bản thân của chúng ta thôi thay đổi cuộc đời của chúng ta đúng không ạ và như chúng ta phải biết rồi như là công ty xiaomi này google này hay apple hay là kể cả Grab ấy, cái Grab cái xe xe ôm Grab đó. Đúng không ạ? Nếu mà như trước đây chúng ta mà không không bị bảo là lừa đảo đa cấp mà mà chúng ta biết để chúng ta mua một ít cổ phần của Grab thì giờ chúng ta cũng quá giàu rồi ạ. Đúng không ạ? Nhưng tất cả những cái cơ hội đó là đã đi qua hết rồi cả nhà. Đó, những cái cơ hội đó là đã đi qua hết rồi, chúng ta có muốn cũng không thể mua được nữa. Và nếu như giờ chúng ta muốn mua thì chúng ta chỉ có là mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán thôi cả nhà. Và nếu như chúng ta mua cổ phiếu thì đấy nó chỉ là đầu cơ dự đoán lên xuống đỏ đen thôi, may thì được và không may thì mất. Đúng không ạ? Và nếu chúng ta đi đầu tư để có tiền nhưng thực ra đi đầu tư lại là mất tiền. Đó, tất cả những cái cơ hội đó nó đã đi qua hết rồi, nhưng Bình Nguyễn rất là muốn chia sẻ với các bạn một cái cơ hội đó là cơ hội Unitkai và hiện tại Bình Nguyễn đang đầu tư ạ và Bình Nguyễn đã đầu tư được 3 năm nay rồi ạ và Bình Nguyễn đã tìm hiểu đã gọi là phân tích kể cả báo cáo tài chính hay là những cái thông tin những cái pháp lý Bình Nguyễn đã kiểm tra và phân tích hết rồi với bản thân Bình Nguyễn thì đây là một cái dự án Bình Nguyễn nói có thể tốt nhất bây giờ để cho chúng ta đầu tư đó và nó an toàn nhất cho chúng ta và không phải là bình nguyễn chỉ chỉ nói để mà 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 ấy thôi bình nguyễn vừa đầu tư này bình nguyễn vừa tìm hiểu bình nguyễn vừa tập trung phát triển với tập đoàn và bình nguyễn cũng đã là người mà đã được trải nghiệm hai lần tại bên tập đoàn rồi bên uae bên dubai đã bình trải nghiệm con tàu cũng như gặp gỡ ngài chủ tịch rồi và những cái gọi là về pháp lý này về cái sự thành công của tập đoàn nó quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Thì ở video nào Bình Nguyễn cũng nói. Đúng không ạ? Giờ đã được cấp giấy chứng nhận, đã được ký kết các hợp đồng. Đúng không? và được Quốc vương Dubai cũng như là Bộ giao thông vận tải của RTA Dubai ủng hộ mạnh mẽ đúng không? Và tất cả các chính phủ trên toàn thế giới người ta đã ủng hộ người ta đã gọi là gọi là rất rất nhiều những quốc gia đã ký kết văn bản ghi nhớ và ký kết những cái hợp đồng thương mại đúng không ạ và như ngài chủ tịch của chúng ta nói rồi chỉ cần chúng ta thiết kế một cái dự án thôi là chúng ta đã có lợi nhuận khoảng 1 triệu đô ạ đấy là thiết kế thôi nhá chưa nói đến việc tiến hành làm mà chỉ cần thiết kế một cái dự án là đã có lợi nhuận lên đến một triệu đô đó và như năm ngoái là các um, cổ đông của Việt Nam sang bên Belarus đúng không ạ thì ngài cũng um, ban quản trị cũng như ngài chủ tịch đã nói rồi đúng không ạ cũng như là giám đốc vợ của ngài chủ tịch đó chúng ta đang ở những cái ngưỡng cửa của những cái dự án siêu lớn đúng không ạ những cái dự án siêu lớn, chào em xỉu, chào chị nhị. Đúng không ạ? Những gọi là ở ngưỡng cửa những cái dự án siêu lớn và chúng ta đã ký kết được rất nhiều hợp đồng rồi ạ. Và chúng ta sao ạ? Chính ban quản trị của công ty đã thông báo đúng không ạ? Là chúng ta đã nhận được tiền cọc là 230 triệu đô. Đúng không ạ? 230 triệu đô. Thì chúng ta thử thấy xem ạ, cái Việc mà chúng ta ký kết các hợp đồng nó đến đâu rồi ạ? Rất nhiều những hợp đồng được ký kết nhưng mà sao do những cái bí mật của kinh doanh nên là công ty chỉ có công bố như vậy thôi. Và hiện tại công ty đã công bố 4 dự án mà ở trong văn phòng của các nhà đầu tư có hết ạ. Đó. Và ngay ngay ở cạnh chúng ta, ở Đông Nam Á của chúng ta đó là đất nước Ino c Indonesia đúng không ạ là đất nước vạn đảo đó họ cũng đã ký kết hợp đồng để mà triển khai cái vận tải của chúng ta ở tại đất nước họ ngay hàng xóm chúng ta thôi ạ à. chào anh Hải Văn Nguyễn ạ à. chào Lê Nguyên đúng không ạ thiệt như thế rồi thì có gì mà là không rõ ràng nữa à đúng không ạ thế nếu như mà nó không an toàn nó không giá trị thì làm sao mà mà được ký kết các hợp đồng được nhận các uh, tiền đặt cọc như vậy và nếu không có thì làm sao mà công ty dám công bố với các cổ đông như vậy ạ? Bởi vì các cổ đông là những nhà đầu tư những người góp vốn vào tập đoàn là đồng sở hữu với tập đoàn và khi công ty công bố như vậy nếu như không thật thì sao ạ? Chúng ta hãy phân tích Hãy phân tích từng những cái thông tin như vậy Đúng không ạ? Và tại sao mà Bình Nguyễn lại có thể nói rằng Cái công thức mà từ 1 tỷ mà biến thành 1.000 tỷ Là hoàn toàn có thể Và nó có căn cứ, có cơ sở Và làm được Nếu như không làm được Thì chắc chắn Bình Nguyễn sẽ không nói ạ Mà làm nó không khó Quan trọng là chúng ta có làm hay không Ví dụ chẳng hạn như bây giờ 1 tỷ đúng không? 1 tỷ nó rơi vào hơn 40.000 đô đúng không ạ? Hơn 40.000 đô thì nếu như mà hiện tại Bình Nguyễn đang có cái phiếu giải vàng của Bình Nguyễn mà Bình Nguyễn tặng cho một nhà đầu tư nào đó mà đầu tư 1 tỷ thì là được khoảng hơn 4 triệu cổ phần đúng không ạ? Hơn 4 triệu cổ phần mà theo giá trị định giá của công ty một đô là đã là khoảng 100 tỷ rồi, hơn 100 tỷ rồi. Nhưng khi lên sàn thì sao ạ? Chào Thuận Nguyễn. Khi lên sàn thì sao ạ? À? Nó chỉ cần 10 đô thôi là chúng ta đã có 1.000 tỷ. Nếu như các bạn không tin thì các bạn cứ hãy chờ đấy ạ. Cứ chờ đấy. Điều Bình Nguyễn nói nó hoàn toàn đúng sự thật, nó hoàn toàn có căn cứ. Và chính đây là những cái bản đồ thành công của các tỷ phú trên thế giới ạ. Đúng không ạ? Người ta đã làm được và người ta đã để lại để cho chúng ta đi theo. Nhưng tại sao khi chúng ta có những cái con đường đi như vậy mà chúng ta lại không biết lựa chọn mà chúng ta lại cho chúng ta là giỏi chúng ta thích đi con đường vòng chúng ta thích làm khác đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ chúng ta có cái cơ hội để mà trở nên giàu có được chúng ta có rồi nhưng chúng ta không chịu đi đúng không ạ à? chúng ta có nhưng chúng ta lại không chịu đi mà chúng ta lại cứ thích sáng tạo đúng không ạ à? chúng ta hãy bổ sung kiến thức đi ạ hãy cập nhật thông tin đi ạ hãy hàng ngày chịu gọi là học hỏi đi hãy phát triển bản thân đi hãy tập trung gọi là trao dồi kiến thức cho chúng ta đi để chúng ta biết nhìn nhận những cái cơ hội nào là đúng cơ hội nào là sai cơ hội nào có thể thành công và cơ hội nào là không thành công đúng không ạ chúng ta đừng nhìn vào những cái lợi nhuận trước mắt còn không biết thì phải học phải hỏi Đừng gọi là nghĩ mình là giỏi. Những cái gì mình biết nó chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Còn những cái gì mình chưa biết nó là cả mênh mông sa mạc cát. Nên là không biết thì hãy lắng nghe. Hãy học hỏi đi. Đừng cho là ta giỏi, hạ cái tôi xuống. Hạ cái tôi xuống để mà học hỏi. Còn cứ lúc nào cái là tôi biết rồi ấy Đấy là tôi chết rồi ạ. Chào chuyên Hồng Phạm, chào cô Hạnh. Ok, <laughs> à, em em vào Zoom đi. Em vào Zoom ở ở bên ấy mà chị đang gửi ở trong nhóm đấy. Chị chị livestream xong thì chị vào luôn. Đúng không ạ? Thế nên là khi mà chúng ta đã nhìn nhận được những cái cơ hội rồi cả nhà nhá. Khi chúng ta đã nhìn nhận được cái cơ hội, chúng ta có thể phân um, biệt được, gọi là phân tích được và chúng ta có một cái tư duy logic thì chúng ta hãy hãy cứ hành động đi ạ. Đừng tin ai nếu như họ nói mình không làm được, kể cả người thân của mình nói mình không làm được cũng đừng tin bởi vì làm sao? Chỉ có các bạn trả lời được các bạn là các bạn có làm được hay không thôi. Còn những người xung quanh nói các bạn cái gì các bạn Ích điếc đi ạ à. Đúng không ạ Có như vậy thì các bạn mới thành công được Đúng không Bây giờ còn với cái kiến thức Mà Bình Nguyễn đã tìm hiểu về Cổ phần, cổ phiếu cũng như chứng khoán 5-6 năm nay rồi Thì không phải cái việc mà tập đoàn chúng ta Lên sàn đạt ở cái mức 10 đô đâu cả nhà Mà nó sẽ là Nhiều chục đô trở lên Còn cơ hội Thì nó đến với mọi người như nhau nhưng nó sẽ ở lại với những ai có sự chuẩn bị Còn nếu chúng ta không biết Thì chúng ta hãy học hỏi đi Hãy học hỏi những người thành công Hãy học hỏi những người đi trước Đừng tỏ vẻ ra ta biết đây Để mà mình sẽ đánh mất cái cơ hội đó Vâng cháu chào cô Hạnh ạ à, Chào em Thuận Nguyễn Chào Hải Nam Đúng không ạ? Mình cứ lúc nào cũng cho là ta biết rồi, ta biết rồi, ta chỉ biết được cái mà ta biết thôi ạ. Còn ta không thể giỏi tất, không thể biết tất được. Nên là khi chúng ta muốn biết cái gì, chúng ta hãy làm một cái ly rỗng, chúng ta học hỏi, chúng ta phát triển, chúng ta trau dồi kiến thức đi ạ. Đúng không ạ? Còn cái việc mà như công thức, như Bình uh, Nguyễn nói Bí mật của 1 tỷ mà nó thành 1.000 tỷ Rất dễ dàng Không có gì là khó cả Nhưng quan trọng chúng ta có thực hiện hay không Đó bây giờ cơ hội nó đặt ra ngay trước mắt đó Đối với cơ hội Unicai Chúng ta hoàn toàn làm được cái điều đó Chỉ cần 1 tỷ thôi Đúng không ạ 1 tỷ ví dụ như Bình Nguyễn tặng cho cái phiếu 1.100 Được hơn 4 triệu cổ phần hơn 4 triệu cổ phần mà chỉ cần nó là một đô của theo giá trị định giá thôi là nó đã là hơn 4 triệu đô rồi. Trăm tỷ hơn trăm tỷ rồi. Còn nếu lên sàn nó tăng 10 đô thì sao ạ? Chuyện rất là đơn giản. Chỉ cần chúng ta để theo thời gian thôi ạ. Đó cũng như cái cổ um, phiếu của Apple đó ạ. Năm 1976 nó có 0,06 đô. Đúng không ạ? Thì tại sao mà đến năm 2020 nó tăng lên 530 đô một cổ phiếu? chúng ta cần phải có tư duy cần phải có tầm nhìn ạ à. đừng ngồi đấy mà đoán già đoán non đừng ngồi đấy mà cho là ta biết rồi ngồi đấy rồi phép mi thế nọ thế kia hãy đứng dậy và hành động đi ạ à. chào nguyễn thị huyền chào dương nguyễn đúng không ạ à? còn nếu mà chúng ta không hành động chúng ta cứ ngồi ở đấy mà bảo phép mi thế nọ thì kia thì chả bao giờ chúng ta có cái gì cả chúng ta cần phải có cái giao tiếp bên trong chúng ta muốn cái gì thì chúng ta phải đứng lên hành động mạnh mẽ đi ạ đừng cứ ngồi ở đấy là phép mi lại thế nọ mi thế kia mình không làm thì làm sao mà mình biết là phép hay không ạ Đúng không ạ? Thế cũng như chúng ta thôi nhỉ? Thế bây giờ mình muốn có bầu thì bắt buộc là chúng ta phải hành động đúng không ạ? Còn chúng ta đứng mà để mà chúng ta nhìn người khác ấy. Quan hệ để chúng ta có bầu làm sao chúng ta có được? Không có đâu ạ. <laughs> Thật sự bực. Nói chung là nhiều khi mà mình Bình Nguyễn rất là muốn nhẹ nhàng nhưng cũng có những cái người mà thật sự khi mà Bình Nguyễn nhìn thấy hoặc là ấy là Bình Nguyễn thật sự đã không biết thì thôi. Thì im đi, đúng không ạ? Nhưng đã không biết rồi lại tỏ vẻ. Nên là thật sự là hôm nay Bình Nguyễn hơi 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 gọi là gắt một chút thì Bình Nguyễn cũng mong cả nhà thông cảm ạ. Cả nhà thông cảm thì Bình Nguyễn thì cũng chỉ muốn là làm sao mà trao được những cái giá trị tốt nhất đến với mọi người thôi ạ. À. Và làm sao mà mọi người mở được tư duy để đón nhận cái cơ hội cho bản thân mình thôi. Còn Bình Nguyễn thì cũng không có cái vấn đề gì hay ghét ai hay là bỏ ai hay là yêu ai cả. Mà Bình Nguyễn muốn dành cái tình yêu thương cũng như cái sự cho đi của Bình Nguyễn đến tất cả quý cô chú, anh chị em, bạn bè mà có mặt trên Facebook của Bình Nguyễn. Đó, Bình Nguyễn sẽ cho đi cũng như giúp đỡ bằng tất cả trái tim của Bình Nguyễn. Và Bình Nguyễn có những cái kiến thức gì, Bình Nguyễn biết cái gì, Bình Nguyễn cũng mong muốn được chia sẻ đến tất cả các bạn ạ. Tất cả các quý cô chú anh chị em ạ. Và Bình Nguyễn rất là cảm ơn mọi người đang theo dõi livestream của Bình Nguyễn. Và bây giờ thì Bình Nguyễn cũng mong muốn gửi những cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi live stream của Bình Nguyễn và Bình Nguyễn cũng mong muốn rằng với cái công thức này nó là gọi là cơ hội thành công không phải là khó cơ hội thành công rất là cao miễn là chúng ta dám hành động thôi ạ và cơ hội để cho chúng ta biến 1 tỷ thành 1.000 tỷ đã có đó là đối với Bình Nguyễn và Bình Nguyễn bây giờ là Bình Nguyễn sẽ đặt mục tiêu là 1.000 tỷ trở lên Ai cười thì cứ cười ạ Đúng không ạ Nhưng với Bình Nguyễn Cái con số này của Bình Nguyễn rồi sao nó còn lớn hơn Chứ không phải là nó nằm ở 1.000 tỷ ạ Đúng không ạ Chúng ta hãy ước mơ thật lớn đi Hãy hành động đi Hãy xảy chân xa đi ạ Hãy bước xa đi ạ Hãy bay cao đi ạ Đừng kìm mình ở trong một cái vũng ao làng ạ Đúng không ạ? Chúng ta cứ bay đi cứ bay và chúng ta cứ đi đi ạ cứ đi ra ngoài đi ạ thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những cái điều mới chào hoàng biên nhá chào chị nhung <laughs> chúng ta sẽ có được những cái điều mới mẻ và chúng ta sẽ có được những cái thành công mới đó và cơ hội unicai thì đến bây giờ nó quá rõ ràng rồi cả nhà nó quá rõ ràng và bây giờ bắt đầu chuẩn bị chuyển sang giai đoạn 15 rồi cả nhà ơi không còn nhiều cơ hội cho chúng ta ở đấy là để suy nghĩ nữa đâu ạ chờ con lớn rồi tìm hiểu à, rồi thì chờ có thời gian rồi tìm hiểu chờ có tiền rồi đầu tư không còn cái thời gian đó nữa đâu cả nhà nếu như chúng ta không nghiêm túc để mà tìm hiểu cái cơ hội này thì chúng ta sẽ mất cơ hội đó và chúng ta phải biết là cái cơ hội này thì không phải nhiều tiền chúng ta mới đầu tư được 50 đô chúng ta cũng đầu tư được ạ đó chúng ta hãy mở tư duy ra Mở suy nghĩ ra để chúng ta Gọi là mở lòng ra Để mình đón nhận lại cái cơ hội ạ Trước tiên chưa hiểu thì hãy đón nhận Để mà mình tìm hiểu Tìm hiểu thật nghiêm túc Lúc đó mình có quyết định đầu tư hay không Bởi vì đồng tiền bỏ ra Thì các bạn cũng nên Cả nhà chúng ta cũng nên phải tìm hiểu ạ Đó Cũng nên phải tìm hiểu Nhưng còn đối với dự án Unitkai Thì cái việc mà nó biến 1 tỷ thành 1.000 tỷ Rất là đơn giản cả nhà nhé không khó, không khó đâu cả nhà. giờ chỉ cần các bạn hành động thôi ạ. À. cả nhà chúng ta hãy hành động đi để mà mà chúng ta có những cái er mong muốn về tiền ạ. À. chứ nếu mà chúng ta uh, muốn một nghìn tỷ nhưng mà chúng ta lại đi làm công ăn lương thì sẽ không bao giờ có. hoặc chúng ta mở làm tư, ấy. làm tư thì chắc chắn là sẽ không bao giờ chúng ta có được cái điều đó. Đó, không bao giờ chúng ta có được cái điều đó mà chỉ có đầu tư thôi. Đó, còn nếu mà làm chủ hệ thống cũng có thể đạt được nghìn tỷ nhưng chúng ta có giỏi không ạ? À? Phải giỏi dùng người và phải giỏi điều hành và nó có thật sự là rất rất nhiều thứ chúng ta mới mới có thể làm được chủ doanh nghiệp để mà nó có thể kiếm ra cho chúng ta một nghìn tỷ ạ. À. Đúng không ạ? À? Thì chỉ có đầu tư đơn giản nhất đúng không ạ? À? Mà nó có thể biến cho chúng ta cái con số từ một tỷ lên đến nghìn tỷ ạ. À và đây rất là khả thi cả nhà nhá, chứ không phải là bình nguyễn nói điêu hay nói phép hay là gì cả hay là bình nguyễn hão huyền hay mơ tưởng gì cả mà nó là sự thực ạ à. nên cả nhà hãy cứ nghiêm túc tìm hiểu còn đối với cả nhà đừng nghĩ là đi làm công ăn lương hay là mình mở cái gì ra để mình làm nhỏ nhỏ ấy là an toàn không có cái gì là an toàn cả cái gì cũng có rủi ro cái gì cũng có rủi ro, đúng không ạ? thì à, Bình Nguyễn cũng xin dừng livestream ở đây bởi Bình Nguyễn lại đến giờ họp rồi. thì à, Bình Nguyễn xin chúc cả nhà có một buổi tối thật năng lượng bình an và nhận được nhiều giá trị nhất trong cái buổi livestream của Bình Nguyễn ngày hôm nay. thì à, Bình Nguyễn cảm ơn tất cả nhà đã theo dõi livestream của Bình Nguyễn. thì Bình Nguyễn xin chào cả nhà nhá cả mọi người đang đang gọi Bình Nguyễn rồi. rồi chào cả nhà, chúc cả nhà có được nhiều giá trị nhất và nhiều cơ hội để mà mình có thể thay đổi cuộc sống ạ